Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Tư pháp Hà Nội, Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Hà Nội về việc dừng giao dịch bất động sản 77 lô đất tại La Khê Hà Đông do có dấu hiệu vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Theo đó, yêu cầu Sở Tư pháp tạm dừng công chứng, chứng thực các giao dịch liên quan đến 77 lô đất trên địa bàn phường La Khê, yêu cầu Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Hà Nội không thực hiện đăng ký biến động liên quan đến 77 lô đất nêu trên.